Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bác luật sư Trần Đình Triển thể hiện sự leo thang đàn áp những tiếng nói đóng góp xây dựng đất nước. Ngày 11 tháng 6, VOA tiếng Việt bình luận, bắt giam luật sư Trần Đình Triển, Việt Nam tỏ rõ không chấp nhận tiếng nói chỉ trích phản biện. VOA cho biết, Ủy ban Luật gia Quốc tế ICJ đã bày tỏ sự quan ngại về việc luật sư Trần Đình Triển đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam với tội danh quy định theo Điều 331. Hình ảnh bài trên VOA. Như VOA đã đưa tin, Bộ Công an Việt Nam hôm 8 tháng 6 loan tin rằng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt giam luật sư Trần Đình Triển, trưởng văn phòng luật sư vì dân thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ. VOA dẫn truyền thông nhà nước cho hay luật sư Trần Đình Triển bị bắt cùng ngày với nhà báo tự do Trương Huy Sang và hai ông bị khởi tố cùng tội danh. Theo đó, Công an Việt Nam cho rằng ông Triển và ông Sang, hay còn gọi là blogger Huy Đức, đã đăng tải các bài viết trên mạng xã hội xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. VOA cũng dẫn bình luận từ một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ qua email: Chúng tôi thường xuyên kêu gọi Việt Nam tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người tại Việt Nam, phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình, và trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công. Hình ảnh luật sư Trần Đình Triển. VOA tiếp tục dẫn ý kiến của trang Jurist.org, tạp chí của các sinh viên luật quốc tế viết hôm 9 tháng 6. Điều 331, một điều luật an ninh quốc gia thường bị chỉ trích vì bản chất quá rộng của nó, cho phép chính quyền thực hiện kiểm duyệt toàn diện đối với tất cả những người chỉ trích chính phủ. Trên toàn cầu, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức giám sát đã bày tỏ mối quan ngại về sự suy thoái của quyền tự do báo chí ở Việt Nam vì Điều 331 và chính quyền mới hiện do cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lãnh đạo sau khi ông được thăng chức Chủ tịch nước vào tháng rồi. Ủy ban Luật gia Quốc tế hôm 10 tháng 6 tái khẳng định rằng Điều 331 phải bị bãi bỏ hoặc sửa đổi một cách đáng kể vì nó không phù hợp với quyền tự do ngôn luận. Theo VOA, hồi tháng 5 năm 2024, chính phủ các quốc gia phương Tây, bao gồm cả Mỹ và Anh, bày tỏ quan ngại về các hình phạt hình sự đối với việc thực hiện các quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam, đồng thời khuyến nghị Hà Nội sửa đổi các điều luật 331, 117 của Bộ Luật Hình sự. Đại tướng Chủ tịch nước Tô Lâm, người phải chịu trách nhiệm về nhiều vụ đàn áp nhân quyền. VOA dẫn quan sát của luật sư Đặng Đình Mạnh, người đang tị nạn chính trị tại Mỹ, sau khi bị chính quyền cáo buộc theo Điều 331 hồi tháng 6 năm 2023, luật sư Mạnh cho rằng khoảng 3 năm trở lại đây, chính quyền tăng cường bắt bớ tất cả những người đã từng lên tiếng chỉ trích, phê bình, phản biện về thực trạng của đất nước, về chính sách, về các hoạt động tư pháp. Tương tự, VOA dẫn nhận định của luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân đang sinh sống tại Mỹ. Đó là điều rất tệ, thể hiện sự leo thang của chiến dịch đàn áp các tiếng nói đóng góp để xây dựng đất nước. Bên cạnh đó, VOA dẫn Facebook của luật sư Trần Đình Minh Long, con trai của luật sư Triển. Bố tôi luôn hiểu rõ rủi ro khi chọn cho mình là một luật sư đứng lên bảo vệ lẽ phải, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ những người yếu thế trong xã hội. Việc bắt giữ nhà báo Trương Huy Sang và luật sư Trần Đình Triển là một dấu hiệu rất đáng lo ngại, luật sư Quân nhận định. Trước đây thì chính quyền bắt các tiếng nói đối lập, còn bây giờ là chính các tiếng nói góp ý chân thành từ những người trong hệ thống góp ý cho chính đảng và nhà nước tốt hơn cũng bị bắt. Luật sư Long chia sẻ, tôi và các đồng nghiệp có những khi vui đùa với nhau rằng Điều 331 thì ở Việt Nam có lẽ ai cũng là tù nhân dự khuyết. Tuy chỉ là những câu nói đùa vui, nhưng bản thân tôi và những người khác đều cảm nhận được sự chua xót lặng thầm sau những câu nói tâm sự đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Bắt luật sư Trần Đình Triển thể hiện sự leo thang đàn áp những tiếng nói đóng góp xây dựng đất nước. Bộ Ngoại giao Mỹ và các tổ chức nhân quyền lên tiếng kêu gọi Việt Nam thả nhà báo Huy Đức. Ngày 10 tháng 6, VOA tiếng Việt loan tin Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng sau khi Việt Nam khởi tố nhà báo Huy Đức. Theo đó, Mỹ kêu gọi Việt Nam tôn trọng tự do ngôn luận của người dân và tái khẳng định nhân quyền là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Sau khi Bộ Công an Việt Nam tuyên bố đã bắt giam nhà báo Trương Huy Sang vì những đăng tải trên mạng xã hội của ông. Hình ảnh bài trên VOA.
VOA cho biết cơ quan điều tra an ninh của Bộ Công an hôm 7 tháng 6 ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với nhà báo lấy bút danh là Huy Đức, khẳng định những thông tin trước đó được nhà văn Trần Thanh Cảnh nói với VOA và từ mạng xã hội về sự mất tích của nhà báo này từ ngày 1 tháng 6. VOA dẫn truyền thông trong nước, cơ quan an ninh điều tra khởi tố ông Huy Đức tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Một cáo buộc thường bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích vì cho là vi phạm các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế. Chúng tôi thường xuyên kêu gọi Việt Nam tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người ở Việt Nam phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình, đồng thời trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ oan uổng. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong email trả lời yêu cầu bình luận của VOA về việc Việt Nam bắt giữ nhà báo Huy Đức, người từng được Bộ Ngoại giao Mỹ trao học bổng Humphrey Fellowship để tu nghiệp tại Đại học Maryland từ năm 2005-2006. Hình ảnh nhà báo Huy Đức. Theo VOA, nhà báo Huy Đức, tác giả của cuốn sách Bên Thắng Cuộc, không được lưu hành chính thức ở Việt Nam, cũng là người nhận học bổng của Nieman Foundation tại Đại học Harvard, Mỹ vào năm 2012-2013 và từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu Cuộc Chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Ken Burns ra mắt năm 2017 với tư cách là một người được phỏng vấn. VOA trích dẫn tuyên bố của dự án 88, nhóm giám sát đa quốc gia về nhân quyền ở Việt Nam, cho rằng vụ bắt giữ nhà báo Huy Đức thể hiện một cuộc tấn công đáng báo động vào quyền tự do báo chí và là vụ mới nhất trong một cuộc đàn áp đang diễn ra nhắm vào các nhà cải cách. Tổ chức phi lợi nhuận đăng ký hoạt động tại Mỹ này đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt Hà Nội vì đàn áp những người bất đồng chính kiến. Trả lời yêu cầu phản hồi của VOA trước lời kêu gọi của dự án 88, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng nhân quyền là trụ cột trung tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, và chúng tôi thường xuyên tham gia với các đối tác chính phủ Việt Nam trong các cuộc trò chuyện thẳng thắn về các mối quan ngại và nhân quyền ở mọi cấp độ, tìm kiếm tiến bộ trong các vấn đề như tự do ngôn luận, tự do hiệp hội và tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Hình ảnh luật sư Trần Đình Triển. VOA cũng cho biết trước khi bị bắt, ông Huy Đức đã đăng tải những bài viết trên Facebook cá nhân, hiện đã bị đóng. Kể từ khi có tin ông bị cơ quan chức năng đến khám nhà và đưa đi hôm 1 tháng 6, trong đó, ông chỉ trích về sự tập trung quyền lực quá mức của Bộ Công an trước khi Bộ trưởng Tô Lâm lên làm Chủ tịch nước và kết quả không như mong muốn của chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Vẫn theo VOA, các tổ chức quốc tế gồm theo dõi nhân quyền quốc tế, bảo vệ ký giả, phóng viên không biên giới và văn bút Mỹ đã lên tiếng kêu gọi nhà chức trách Việt Nam thả tự do cho nhà báo Huy Đức một cách vô điều kiện và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông. Giám đốc văn phòng châu Á của phóng viên không biên giới nói trong thông cáo đưa ra hôm 7 tháng 6 rằng các bài viết của nhà báo độc lập Huy Đức là một nguồn tin vô giá giúp công chúng Việt Nam tiếp cận những thông tin bị chế độ Hà Nội kiểm duyệt. VOA cho biết thêm, vụ bắt giam nhà báo Huy Đức và luật sư Trần Đình Triển, người cũng bị công an khởi tố cùng tội danh theo Điều 331, diễn ra không lâu sau khi Liên minh châu Âu công bố phúc trình nói rằng không gian dân sự ở Việt Nam ngày càng bị thu hẹp, trong khi ân xá quốc tế nhận định rằng giới bất đồng chính kiến tiếp tục bị đàn áp và quyền tự do biểu đạt của họ bị xâm phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Bộ Ngoại giao Mỹ và các tổ chức nhân quyền lên tiếng kêu gọi Việt Nam thả nhà báo Huy Đức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.